Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố. Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Mô hình khu vui chơi giải trí ở xã Nông thôn mới Thanh Tân, huyện Kiến Sương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Theo đó, với 444 trên 454 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 89,88% tổng số đại biểu Quốc hội. Số đại biểu không tán thành là 3, bằng 0,61%. Số đại biểu không biểu quyết là 7, bằng 1,42%. Nghị quyết được thông qua với mục tiêu cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đại biểu thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay và nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chế độ, chính sách và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong quá trình xây dựng nghị quyết, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng dự thảo nghị quyết và thẩm tra dự thảo trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Tại kỳ họp, các báo cáo được trình bày tóm tắt để dành nhiều thời gian thảo luận những vấn đề trọng tâm hoặc còn có ý kiến khác nhau. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tích cực thực hiện quyền chất vấn về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì và cải tiến về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến và kiến nghị của các đại biểu, giao cho ban soạn thảo bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay và nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chế độ, chính sách và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp cần có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong một năm. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, tăng cường công tác chất vấn tại kỳ họp, nâng cao chất lượng các tổ thư ký của kỳ họp. Tại kỳ họp đây thì thông qua thảo luận tại tổ, tức là thông qua những cái việc tiếp xúc cử tri thì những cái tổ đại biểu, những cái thư ký của phục vụ cho kỳ họp hay là các đồng chí phải làm rất tốt cái việc này. Làm thế nào đấy để mà tổng hợp được những vấn đề mà đại biểu quan tâm và những vấn đề mà cử tri người ta góp ý về để tổng hợp lên cho thường trực và đưa ra Hội đồng Nhân dân, đặc biệt là cái phần mà tổng hợp cái thảo luận tại tổ, tại các tổ đại biểu để giúp cho thường trực Hội đồng Nhân dân tổng hợp lại giao cho ủy ban cũng như các sở ngành có trách nhiệm là trả lời ngay tại kỳ họp và có thể là sẽ báo cáo về thường trực xong. Cũng tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại một số sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố 10 tháng năm nay. Thời gian giám sát từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 11.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp nghe Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc báo cáo phương án cải tạo đường dây 110 kV từ Long Bối đi huyện Tiền Hải, đoạn tuyến từ vị trí cột 22 đến trạm biến áp 110 kV Tiền Hải. Phương án 1 cải tạo theo hướng tuyến đường dây hiện trạng có tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng trên 2.500 m. Khai toán tổng mức đầu tư theo phương án 1 là trên 12,7 tỷ đồng. Phương án 2 di chuyển tránh qua khu công nghiệp Tiền Hải và khu dân cư đoạn tuyến mới sẽ đi qua các phần đất nông nghiệp với chiều dài đoạn tuyến là trên 9.480 m. Khai toán tổng mức đầu tư theo phương án 2 là trên 47 tỷ đồng. Phương án 3 là thay thế dây dẫn hiện trạng trên tuyến đường dây, tận dụng toàn bộ hệ thống cột, móng trên tuyến. Tổng mức đầu tư của phương án 3 là trên 7,5 tỷ đồng. Đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Công Thương phối hợp với huyện Tiền Hải, Công ty Điện lực Thái Bình và đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát lại tình hình thực tế để lựa chọn hướng tuyến theo quan điểm đảm bảo hướng tuyến phải an toàn nhất, giá trị đầu tư thấp nhất, thi công tiết kiệm và hiệu quả nhất. Sau khi có kết quả, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo để sớm triển khai thực hiện. Tính đến hết tháng 10 năm nay, Thái Bình còn 41 xã chưa được sử dụng nước sạch nông thôn. Vậy làm thế nào để thực hiện mục tiêu từ nay đến cuối năm phủ kín mạng lưới nước sạch sinh hoạt nông thôn và tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng? Đây là vấn đề được các thành viên Ban chỉ đạo nước sạch nông thôn tỉnh tập trung bàn giải pháp trong cuộc họp chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sự họp có đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong tổng số 31 công trình nước sạch nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp và mở rộng, phần lớn các dự án đã cơ bản hoàn thành đi vào cấp nước. Trong số đó còn 4 dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đầu mối, hệ thống mạng lưới đường ống và cũng cam kết hoàn thành vào cuối tháng 12 năm nay. Hiện nay toàn tỉnh có 84% số xã có nước sạch sử dụng từ các nhà máy. Tuy nhiên, tỷ lệ đấu nối của người dân còn thấp, vấn đề chất lượng nước của một số nhà máy còn chưa đảm bảo chất lượng, thiếu ổn định. Để đạt mục tiêu phủ kín nước sạch nông thôn, đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lắp đặt nước sạch nông thôn xuống các xã. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chậm nhất đến hết năm nay phải hoàn thành thủ tục hồ sơ hỗ trợ, đồng thời xây dựng xong phương án giá theo quy định của nhà nước. Các doanh nghiệp cần bám sát những quy chuẩn của sổ tay hướng dẫn về vấn đề đầu tư xây dựng, về nội kiểm chất lượng nước. Về vấn đề tỷ lệ đấu nối thấp, yêu cầu các huyện thành phố nâng cao công tác tuyên truyền để người dân có chuyển biến nhận thức về tính thiết yếu của nước sạch. Đồng chí cũng yêu cầu các nhà máy nước quản lý tốt chất lượng nước đầu vào, tiểu ban chất lượng phải thường xuyên lấy mẫu nước kiểm tra để cùng với tỉnh hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự và chung vui với cán bộ nhân dân một số cụm dân cư ở các địa phương. Tối qua, đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư số 3, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của cán bộ và nhân dân cụm dân cư số 3 thời gian qua, đồng chí Phạm Văn Ca đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận cụm dân cư tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại 1 vào năm 2018. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng tiêu cực, các phần tử cơ hội ngày càng củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Bình đã trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo của cụm dân cư. Sáng nay, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết thôn Cộng Hòa, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Thanh Giang đánh giá cao những kết quả mà thôn Cộng Hòa đạt được để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong năm 2017. Thôn Cộng Hòa tiếp tục động viên cá nhân, gia đình, dòng họ tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống, lối sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa ở địa phương, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân.
Cũng tại ngày hội, 25 gia đình chính sách, hộ nghèo đã nhận quà của tỉnh, huyện và xã. Chiều nay, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Đông Các, xã Đông Các, huyện Đông Hưng. Chung vui với nhân dân nơi đây, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của thôn, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, nhân dân thôn Đông Các tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, bảo tồn giá trị văn hóa của địa phương, đoàn kết năng động sáng tạo, triển khai hiệu quả và toàn diện các cuộc vận động. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng với lãnh đạo huyện Đông Hưng cũng đã tặng quà cho thôn và các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của khu dân cư thôn Đông Các. Xin trân trọng cảm ơn. Các tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Mô hình khu vui chơi giải trí ở xã nông thôn mới Thanh Tân, huyện Kiến Sương. Sau đây là chỉ thị số 24 CTUBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tích cực lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự vẫn có diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng trọng điểm trong tỉnh tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá, tội phạm và các vi phạm pháp luật xu hướng tăng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn hạn chế, thiếu sót, tiềm ẩn phức tạp. Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và vui Tết đón xuân Đinh Dậu 2017, tạo môi trường lành mạnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. 1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là chỉ thị 48 ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Nghị quyết số 28 ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ thị 46 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Chỉ thị số 47 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy, luật phòng cháy và chữa cháy, quyết định số 1635 ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 47. Công văn 222 ngày 30 tháng 1 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường ngăn chặn các vi phạm pháp lệnh, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định 36 ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang để xảy ra vi phạm thực hiện công điện hỏa tốc số 1926 ngày 2 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. 2. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo bằng các quyết định, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện quyết liệt có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiện toàn các ban chỉ đạo bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát một cách thường xuyên liên tục. 3. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác phòng ngừa cho các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết bằng nhiều nội dung hình thức. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Vận động nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng, dân cư. 4. Tăng cường nắm, kiểm soát tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, số đối tượng trọng điểm trong tỉnh không để bị động bất ngờ, không xảy ra khủng bố phá hoại, gây cháy nổ. Siết chặt quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong các cơ quan doanh nghiệp, chủ động ra soát, tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng kích động đông người lên các cấp khiếu kiện gây rối. 5. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước,
năng lực điều hành của các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là với người có công, người nghèo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục những sơ hở thiếu sót trong quản lý kinh tế xã hội, công tác an ninh trật tự. Tổng kiểm tra, chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, quản lý các hoạt động, dịch vụ văn hóa, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, xử lý nghiêm và đình chỉ ngay hoạt động kinh doanh của các cơ sở không được cấp phép hoặc đã được cấp phép nhưng không chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là ở địa bàn thành phố, thị trấn, những nơi có nguy cơ về cháy nổ, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. 6. Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật. Tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây ổ nhóm tụ điểm phức tạp, tội phạm gây án nghiêm trọng, côn đồ, hung hãn, tội phạm tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kiểm tra ngăn chặn không để xảy ra đầu cơ, nâng ép giá, gây rối thị trường, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bia rượu, bánh kẹo và các loại giống phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. 7. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và phòng chống cháy nổ. Huy động các lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép và tai nạn giao thông đường thủy. Chủ động có phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt Tết Dương lịch, lễ Noel, Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát, có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy cao như khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, nhà liền kề, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán 2017. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, không để xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, thì người đứng đầu nơi đó, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật. 8. Mở cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp, thu hồi, tố giác các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò trách nhiệm nòng cốt, xung kích của lực lượng công an, quân sự, biên phòng, triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, ký cam kết, rà soát, gọi hỏi, răn đe, xử lý các đối tượng có biểu hiện vi phạm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, thu hồi triệt để, không để xảy ra đốt pháo, thả đèn trời trái phép trong dịp Tết. 9. Căn cứ tình hình thực tế, chủ động có phương án tăng cường cán bộ xuống cơ sở, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự Tết. Tăng cường công tác quản lý giáo dục cán bộ công nhân viên chức, chủ động có phương án bảo vệ an toàn cơ quan đơn vị tổ chức vui Tết đón xuân an toàn và tiết kiệm. Yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị này, giao công an tỉnh chủ trì phối hợp với văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Hồng Diên đã ký. Sáng nay, Trung tâm Khuyến công Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương Thái Bình tổ chức bế giảng khóa tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp cho người lao động xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy. Khóa tập huấn diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 4 tháng 11 vừa qua, gồm hai nội dung là lý thuyết và thực hành, đã thu hút gần 50 học viên tham gia. Trong quá trình tập huấn, các học viên được giảng viên đến từ khoa công nghệ Trường Đại học Thái Bình truyền đạt những kiến thức cơ bản về động cơ đốt trong, hệ thống phát lực phân phối khí, bôi trơn, làm mát, cung cấp nhiên liệu cho động cơ diesel. Khóa tập huấn trang bị cho người lao động những nguyên lý cơ bản của một số loại máy cơ khí nông nghiệp như máy làm đất, máy gặt, máy tuốt lúa, máy xay sát, máy bơm nước, cách phát hiện và xử lý các sự cố thông thường ở máy nông cụ. Từ đó có thể khai thác được tối đa hiệu quả của các loại máy cơ khí nông nghiệp và vận hành sửa chữa một cách an toàn, thành thạo. Thưa quý vị và các bạn, ở nông thôn, việc tìm một khu vui chơi sinh hoạt văn hóa cho người dân, nhất là cho các em nhỏ ở nhiều nơi còn khó khăn. Thế nhưng, xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đã vận dụng nhiều cách làm sáng tạo để hình thành các mô hình vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đó là một trong những thành quả rõ nét mà nông thôn mới mang lại. Trước đây, bà Nguyễn Lam Sơn, thôn Tử Tế, xã Thanh Tân cuối tuần nào cũng chở các cháu ngoại của mình lên tận nhà văn hóa thiếu nhi thành phố để vui chơi.
Nhưng từ khi xã Thanh Tân khánh thành đưa vào hoạt động công viên văn hóa thể thao trung tâm của xã, thì các cháu bà không phải đi xa mà vẫn có chỗ vui chơi. Trung tâm hoạt động thì tương đối tốt. Thì hàng tuần thì con cháu chúng tôi lên đây chơi, vui chơi được cái thoải mái. Vâng, mà gần chứ không phải đi xa xôi gì nữa. Vâng, tôi là cái giá cả thì cũng phải chăng thôi, chứ không phải là đắt đỏ gì mà lại gần. Công viên văn hóa thể thao trung tâm xã Thanh Tân đi vào hoạt động từ cuối năm 2015 trên diện tích 7.400 m² với tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra địa phương đã kêu gọi thu hút các đơn vị đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Một số đơn vị đầu tư hàng chục tỷ đồng xây nhà tập thể hình đa năng và thể dục dưỡng sinh, khu vực bơi cho các lứa tuổi, khu vực tổ chức sự kiện và khu vực tổ chức các trò chơi cho trẻ em. Tôi cũng là một người nông dân nhưng mà cố gắng gọi là quyết tâm là đầu tư để cho coi như là cho các cháu vui chơi là đỡ thiệt thòi so với lại thành phố. Sang tháng sau là tôi sẽ đầu tư tiếp một cái bể bơi đấy, để cho phục vụ cho các cháu, là vì là xã hội hóa bây giờ là các cháu bị đuối nước nhiều, cho nên là tôi cũng muốn đầu tư cái bể bơi để phục vụ cho các cháu và cái cố gắng đầu tư thêm về cái yoga. Hiện nay xã Thanh Tân còn xây dựng xong khu vực hồ trung tâm của xã cũng theo hình thức xã hội hóa, dự kiến sẽ đưa vào khai thác cuối năm nay để đáp ứng nhu cầu vui chơi rèn luyện sức khỏe của người dân. Và quan điểm của chúng tôi ấy là xây dựng Thanh Tân là làm thế nào đấy bà con ở Thanh Tân ở nông thôn nhưng mà hưởng chất lượng cuộc sống của người thành phố, và xây dựng đô thị nhưng mà vẫn giữ được cái nét thanh bình của làng quê Việt Nam. Thì đấy là cái cách mà chúng tôi đang làm. Việc đưa vào sử dụng khai thác khu vui chơi giải trí của xã Thanh Tân theo hình thức xã hội hóa đã đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong xã và khu vực lân cận, giúp xã Thanh Tân phấn đấu trở thành đô thị loại 5 trong thời gian tới, rút ngắn khoảng cách trong đời sống giữa khu vực thành thị với nông thôn. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình đến đây xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn và trang fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.